Thưa quý vị, lễ trao huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang và công bố ra quyết định thăng bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 vừa được Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức. Năm 2024, Công an huyện Xuyên Mộc có 58 cán bộ chiến sĩ được trao huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang và có 64 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ chiến sĩ và là sự ghi nhận của ngành đối với những cống hiến ấy, góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.